Xin kính chào quý vị và các bạn, quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Lợi. Hôm nay là mùng 1 tháng 12, đầu tháng năm 2019. Em xin kính chúc quý vị và các bạn một tháng mới làm ăn thành đạt và nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc. Hôm nay em xin quay giới thiệu với anh chị em một chiếc xe ô tô Mitsubishi Chitông sản xuất năm 2017. Và anh chị em nào cảm thấy yêu thích video thì nhớ ấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em. Và các bác ấn nút chuông theo dõi thì bên em sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em đang về và chuyên về bán tải. Và cũng kính chúc những anh chị em nào đang tìm xe cũ sớm tìm được một chiếc xe ưng ý để đi vào dịp Tết này. Về chiếc xe này thì cũng đã qua sử dụng, xe sản xuất năm 2017, đăng ký tháng 9 năm 2017, lăn bánh lần đầu. Và xe này là Mitsubishi Chitông, sản xuất 2017, bản Vimax, bản cao cấp nhất, bản số tự động 2 cầu, bản cao nhất của Chitông. À, bản này thì option nó cũng khá nhiều và khá nhiều chi tiết nó khác với lại bản Chitông thường. Về chiếc xe này thì bên em mới lấy về hôm qua. Về phần thân vỏ thì cũng cam đoan với anh chị em là không đâm đụng tai nạn ngập nước. Và anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Và vừa rồi là em vừa mới đi một vòng quanh xe. Về cái thân vỏ con này thì cái đường chỉ gân rất chi là căng, xe màu bạc mà đường chỉ gân rất chi là căng, và đồng vỏ xe nhập đi rất chắc chắn, khung gầm không hề mối mọt và đi cực kỳ thích so với một chiếc xe máy dầu nhập nguyên chiếc bản Vimax này. Về xe thì lốp thì còn nguyên một dàn lốp theo xe các bác nhé. Lốp này là DAT 2017 hết ạ. Đây ạ, lốp là DAT 2017. Lốp DAT 2017 cả năm quả. Và quả đằng sau đây cũng là DAT 2017 hết. Đây, đát của nó cũng 2017. Phần số khung này rất rõ nét, không hề bị bong chóc hay là mất số khung, số máy gì. Về gầm thì cực kỳ chắc chắn và không có sọc sạch khi đi chạy thử. Bên em đã chạy thử và kiểm tra rồi, nên là bên em cam đoan với anh chị em chiếc xe lướt này là cực kỳ đẹp. Về phần khung gầm thì lốp sơ cu còn rất dày. Đây. Cái xe mà nó đẹp hay không là cái đèn nó sáng này, chi tiết đèn sáng và cái gân này rất chi là căng. Đồng vỏ nó chỉ có tiếng tôn thôi, không có tiếng bả tít. Và xe này là trang bị khóa cửa bằng vân tay, xin nhan gương. Đăng kiểm còn rất dài các bác nhá, đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Anh chị em nào quan tâm chiếc này về thì sẵn đổ xăng dầu chạy thôi, đổ dầu để chạy thôi. À, trang bị đèn bi, đèn gầm, đèn bi rồi này, cặp đèn pha rất là sáng, mặt ca lông cực kỳ bóng bẩy và đẹp. Về phần đuôi xe thì bác chủ trước đã trang bị nắp thùng thấp rất chi thể thao và đẹp cho chiếc xe. Và lót thùng rất chi là mới, không có sự rách hay là chở hàng nặng để nó dẫn đến móc méo cong cái đường gân ở trong lót thùng. Và hai bên cái đèn này là ốc còn zin, 100% ốc zin, đèn rất sáng. Đấy, đèn còn rất sáng các bác nhé. Chiếc xe này thì bên em đang bán với giá là 650 triệu.
bác nào nhiệt tình qua bến xe Yên Nghĩa thì bên em cũng có bớt đôi chút, gọi là bớt lộc lá cho anh chị em nào thiện chí đi về cho nó may mắn thôi. Và cái chỉ, đặc biệt là cái chỉ có cái COVID là còn zin. Chỉ này chỉ có nhà máy mới chạy được không. Đây đầu chỉ rất chi là sắc cạnh. Đấy. Và sau đây em xin đi sâu vào chi tiết từng nội thất bên trong của chiếc xe. Về chiếc xe này thì nội thất bên trong là khá nhiều đồ chơi. Option nó tương đối là nhiều. Gương chính, kính chỉnh điện và có chìa khóa thông minh start top rồi. Đây, chìa khóa start top. Đấy. Chìa khóa thông minh start top. Đây là cây số của nó đi được 3.8 vạn. Chuẩn cho anh chị em. Và cái vô lăng rất chi là mới nhé. Và cái vô lăng này là đã có rất nhiều đồ chơi như tích hợp vô lăng âm thanh và clip control, giám sát hành trình đây ạ. Đầy đủ hết cho anh chị em. Và cái gân, cái vô lăng này rất chi là dày. Đi với có 3.8 vạn thì nó là quá chi là dày. Đồ chơi thì có màn hình DVD, hai cầu, đây, cài cầu đấy ạ, bản cài cầu. Xe trang bị ghế da zin theo xe và ghế lái ngồi là rất chi là căng. Bác chủ trước là đi rất giữ zin. Và đặc biệt là ốc cánh cửa là còn zin, không hề có tháo vặn kể cả bốn cánh. Và cái tay cầm cửa này là đang còn sáng bóng, đẹp. Không có dấu hiệu của chảy xước hoặc là bị hư hỏng nặng. Ghế chỉnh điện nhé. Chiếc xe này là được ghế chỉnh điện. Đây, ghế chỉnh điện này. Và đặc biệt cái bàn đạp chân phanh và chân ga không hề có sự mòn chóc gì cả. Trần xe thì cũng khá là đẹp, sạch bóng. Táp ly bên kia là về xe nhập thì chiếc này được trang bị hai bóng khí, một bóng khí cho người lái và một bóng khí bên phụ dành cho người ngồi đằng trước. Củ số khá mới. Gương chỉnh điện start top chống trơn trượt. Và đặc biệt chiếc em này thì lại có gảy số vô lăng nhé. Số vô lăng, chế độ gảy số vô lăng đây ạ. Hai cái cộng trừ bên này là gảy số vô lăng. Khi chúng ta đi chế độ clip control cũng có này. Còn về phần ghế đằng sau thì cũng khá là mới, căng và mới, xe khá là đẹp, rất thích hợp cho bác nào mua một chiếc Vimax này về đi Tết. Về công nghệ của máy Vimax thì nó khác máy thường, nổ rất êm và đi nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Cánh cửa bên đằng sau đây chỉ các thứ là zin 100% và rất chi là mới, ốc chưa hề một dấu cà lê vặn ra. Đây, cái đinh, cái khuy của cái khóa này chưa có dấu vặn, chưa có sự chỉnh sửa lại, nên là ốc các thứ là cánh cửa là còn nguyên zin 100%. Và cái phần quan trọng nhất của cái chiếc xe đó là phần máy và hộp số, là cái phần đầu xe, để phần đầu xe. Đây, về cái phần đầu xe thì chúng ta kiểm tra cái đâm đụng tai nạn thì nó rất đơn giản thôi các bác ạ. Anh chị em chỉ cần kiểm tra về cái chỉ này, cái chỉ cabo đằng trước này và cái ốc cabo nếu mà bị tháo là có sự can thiệp và sơn lại này, và các ốc tai đây, các giải ốc tai này em xem, em quay cho anh chị em xem hầu như là zin. Và đặc biệt cái rằng, nếu như hai cái rằng đầu này mà bị đâm là nó sẽ mất, nó biến dạng, mất cái đường gân này, cái đường gân sát này là nó sẽ không được đẹp như thế này nữa. Đấy, cái đường gân. Và đặc biệt các con ốc này hầu như là da, và cái nhựa này cũng đã ra hết rồi, nhưng mà chiếc xe này thì không, nhựa và ốc rất là zin vì xe nó là chạy lướt thôi. Bác chủ trước thì cũng do làm ăn không ấy nên là cũng đành phải bán, chia tay
với lại em này khi sử dụng mới được có 2 năm, chưa đến 2 năm. Về cái phần tai này là 100% zin này, nếu mà bị can thiệp thì cái ốc này nó sẽ ra 100% luôn. Và đặc biệt là về cái máy lướt này thì hầu như là nó rất sáng, nếu mà chạy nhiều thì cái cổ bô này nó sẽ thâm. Đây, cái cổ bô của ống xả này ra nó sẽ thâm và nó không được sáng như thế này đâu. Đấy, nó thâm, nó chạy nhiều. Và cái máy mà nếu mà bị ra mặt dàn quà và ra hết các ốc thì nó là can thiệp làm lại hơi, làm lại máy. Chính như thế thì nó mất giá trị khá là nhiều. Và những cái dàn ốc đường trước này thế hầu như là zin 100%. Đây, kể cả cái bình ắc quy ốc cũng đang còn rất đẹp, nó chưa hề tháo thay. Đấy, ốc bên này nguyên zin. Và hai cái cặp đèn pha này rất trong sáng và zin không hề bị gãy, nứt dạn nứt và bị va chạm mà nứt đèn gãy cái chân này đầu tiên này. Cái chân này là sai bị này. Cho cái chân này bị gãy này thì nó sẽ bị thay. Và thay cái đèn tàu thì chất lượng nhìn nó khác ngay, nhìn rất chi là dại, nhưng đèn xịn nhìn trong vắt và nhìn nó dày dặn hơn. Và sau đây em quay về cái phần lúc động cơ đang hoạt động rất chi là êm ái, động cơ chạy rất êm, công nghệ Vimec công nhận là chạy êm thật. Đây, về cái động cơ đang chạy, đang nổ, máy rất êm, không có tiếng gõ lạch cạch gì cả, mọi thứ hoạt động trơn tru. Quay chi tiết sát về phần máy cho anh chị em xem. Không hề có rung gì cả, không có dấu hiệu rung lắc này. Đấy là sau đây, đấy là em quay về phần xe, giới thiệu với anh chị em về chiếc xe Mitsubishi Tông 2017 số tự động 2 cầu bản Vimec. Anh chị em nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc bác nào có nhu cầu thì để qua địa chỉ đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Anh chị em xem video nhớ ủng hộ kênh của bên em và ấn nút like, đăng ký, chia sẻ để theo dõi bên em rất nhiều dòng xe cập nhật về cho anh chị em phục vụ đợt Tết này. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong một video gần nhất.